Tớ tên là Đào Thảo Vi. Tớ chào tất cả các bạn lớp 9A. Con được cưới người yêu hả? Tớ là con là Lý. Người ta đang vào mặt cảm xúc cho mày chấp phát. Hôm nay tớ có rất là nhiều điều muốn nói với các bạn, là 4 năm vừa qua mình đã học cùng nhau, trải qua biết bao nhiêu là năm trời. 4 năm qua thì con thấy học lớp 9A3 lúc đầu lúc mới vào thì cảm giác không có gì gọi là ấn tượng hay là gì hết, nhưng mà sau 4 năm học cùng và gắn bó thì cũng gọi là có chút ấn tượng và có nhiều kỷ niệm với các bạn. Nói thật sự với các bạn một điều là mới vào cái lớp 9A3 này nó không thích các bạn một tí nào hết. Tớ muốn đổi lớp, nhưng mà sau 3 tháng học cùng tớ lại cảm thấy rất là yêu quý các bạn. Đấy là điều mà tớ muốn ở lại. Thấy rằng mặc dù các bạn lấy chúng ta làm trò cười hay là gì đấy thì trọng chả cái này thù hằn gì cả, chứ muốn muốn lại vẫn coi các bạn là bạn học suốt 3 năm qua chuyển điểm lớp 9. Dù trong 3 năm thì cấp hai ở trường trung học cơ sở Thủy Nguyên thì được vẫn vui dài thôi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Chỉ biết nhìn ngẩn ngơ, níu ta áo dài bay bay. Sẽ rất buồn và sẽ hận hồn, sau hôm nay ta cách xa rồi. Đến bao giờ được thêm một lần chờ nhau thông dong trên chiếc xe đạp. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn quanh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt, để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, đây. Sau những năm 4 năm học ở dưới mấy trường trung học cơ sở đồng hành với lớp 9A3, một vài bạn ở lớp dù có muộn hơn cháu nhưng mà các bạn cũng rất là thân thiết với cháu. Có những người bạn tôi đi vào 10 nhưng mà nghĩ đến tuần sau không được gặp các bạn nữa, cháu lại rất là buồn và muốn các bạn lại đi thi, muốn các bạn ôn thi và cùng vào một trường với nhau. Và cháu mong muốn tất cả các bạn trong lớp mình đều đỗ vào những trường cấp 3 mà mình mong muốn. Hôm nay là được đi trải nghiệm mà cùng mấy các bạn đông đủ tất cả các mọi người này thì con cảm giác như thế nào? Trong 4 năm là vừa qua cháu cảm thấy rất là vui vì được bên cạnh các bạn. Cháu chúc các bạn là đạt một thành quả tốt trên ước mơ của mình. Tên là gì? Em bị bắt buộc. Tên là gì? Em bị bắt buộc. Em không muốn là lớp trưởng. Trải qua 4 năm, 4
năm học với các bạn thì con đấy thấy vui. Đây là Ngọc Anh ạ. Cái lời mà các bạn nói thì cũng đúng, lời cháu nói thì cháu chỉ mong là chúc các bạn là năm sau thi đỗ vào lớp 10 trường công lập ạ. Đấy rồi. Mỗi năm qua học cùng các bạn, cháu rất vui vì đã gặp được các bạn. Sau 4 năm học với các bạn, cháu thấy các bạn rất là tốt. Cháu thấy các bạn luôn yêu thương, gắn kết, gắn bó với nhau. Và những lúc kiểm tra thì cháu thấy rất rất gắn kết. Đi về đánh chết. Rất chịu khó cho các bạn chép mã cùng nhau ạ. Các bạn thi đỗ cơ ba. Sau 4 năm cháu học cùng với đồng hành với lớp 9A3. Về nói về phần học hành của cháu đoàn kết, về giúp nhau về những bài kiểm tra, giúp nhau cho nhau chép bài. Trong 4 năm học lên A3 thì 4 năm học lên thì 4 năm học cùng với nhau cháu thấy lớp chúng ta rất là gắn bó. Thực sự thì mình đã trải qua với nhau 4 năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau diễn một bài đồng diễn như vậy. Chỉ mong là mọi người sẽ có một năm, năm nào cũng là ngày họp lớp để mà nhớ đến những cái kỷ niệm này, kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn đều tập trung ở một nơi, một mái trường và một tập thể. Lời cuối cùng tôi muốn nói là tớ rất là yêu lớp 9A3.